này xá lợi tử, vì bốn tịnh lự rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, này xá lợi tử, vì tám giải thoát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa, này xá lợi tử vì bốn niệm trụ rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì pháp môn giải thoát không rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì mười địa bồ tát rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì năm loại mắt rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì sáu phép thần thông rốt ráo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa này xá lợi tử vì mười lực phật rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa vì bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ, đại xả mười tám pháp phật bất cộng rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy rất là sâu xa